Kính thưa đồng bào quý mến, đây là hồng ân đặc biệt của Cha Trời Giêsu đã tỏ hiện ra trên mây, ban cho tất cả nhân loại. Vì thế, đồng bào mau mắn vào trang website của chúng ta, faithgodjesuschrist.com, xem xét, học hỏi và đồng thời copy những hình ảnh này để trong nhà mình hoặc nơi sở làm mình, hoặc là đem theo bất cứ nơi nào mình đi và tạo cơ hội cho chính mình có thời gian để cầu nguyện cùng khuôn mặt của Cha Trời Giêsu, thì bảo đảm quý vị sẽ được sự bình an và vượt qua những khó khăn đang gặp phải. Nhớ vào trang website của chúng ta, copy những hình ảnh này và nhạc tĩnh tâm background mà đồng bào đang nghe. Và đương nhiên, đặc biệt những ai không có máy copy thì quý vị có thể liên lạc thẳng với chúng tôi ở địa chỉ faithgodjesuschrist.com. Chúng tôi sẽ gửi tặng quý vị những hình ảnh phép lạ này để cho quý vị có trong nhà và cũng như quý vị cầu nguyện thường xuyên, để rồi quý vị sẽ được sự bình an và sẽ được tránh những đại nạn trong cuộc sống. Một lần nữa, Y sư Thánh Giống kính chào tạm biệt. Và đây là hồng ân vĩ đại của Thượng Đế đã tỏ hiện ra trên mây và người Việt Nam chúng ta đã lãnh nhận được trước. Đương nhiên, đây là những hình ảnh chúng tôi làm màu đậm hơn. Và đây là hình màu gốc thì nó lợt như thế này. Đây là khuôn mặt Cha Trời Giêsu rất rõ ràng. Đồng bào có thể copy những hình ảnh này trên trang website của chúng ta rồi để trong nhà chúng ta, cũng như mang theo bất cứ nơi nào mà chúng ta đi hoặc là để nơi sở làm của chúng ta. Một lần nữa, Y sư Thánh Giống kính chào tạm biệt. Đây là hồng ân vĩ đại của Cha Trời Giêsu ban cho tất cả mọi người.